tổng hợp những chú hề ngoài đời thực đảm bảo không đời không có lấy tiền. Thấy chủ đang ăn mà đi thì cờ hó kiểu. Ôi, chớp thời cơ liền, chén sạch cái dĩa luôn nghe. Thôi, anh chủ nhịn ăn rồi. Máy xé bắp cải chạy bằng sữa là đây là đây. Ê, mát chăm chỉ anh cần mẫn nha. Thôi. Ôi, lật mặt nhanh vậy chị. Tác dụng phụ của kẹp mi là ảo thuật đấy. Tách hạt hướng dương. Trời, tiện lợi đừng hỏi gì sao luôn á. Trời ơi, hưởng trọn bom thúi luôn. Rồi, tới công chuyện với nhau nghe gái. Trời ơi. Ai chà, giờ xuống nhựa lên rồi nha. Ôi trời ơi. Chiến chưa, khét nghe. Khá nha. Cũng là đi lên mà nó lạ lắm. Ảo thật đấy. Ủa, làm sao vậy? Tự chui giờ dãy đành đạch đòi giải cứu. Thôi, có thần tự cứu lấy mình đi nha cực hết. Sang nó không có để ý thầy. Cái trời, cái chân. Chỉ đừng cái là thó đồ ăn là nhanh thôi à. Ba ơi, ba thấy sao? Bọn con dễ đẹp đúng không? Ừ. Trời đất ơi, dễ giờ lên xe là xong rồi hai nhóc ơi. Báo anh ba không à. Ôi trời, lắc vòng giữa hàng nhóc con. Rồi đứng im nha, để anh tạo hiệu ứng tuyết rơi cho hang. Ôi trời ơi, đạp cái bay hết cả người luôn. Tạo hiệu ứng chấn thương đầy mình mới chuẩn đó chứ. Bảy bảy bốn mà chính biểu cảm khi nhìn thấy má mì làm tóc mới kiểu. Hey, chù, chị gái chân hoạt động tốt nha. Bắt chuẩn khỏi phải chỉnh luôn. Anh ba cầm gậy làm gì đấy ta? Hùng hùng hổ hổ xông về phía trước hả? Té ra là gọi nhóc về hả? Úi chà, chạy không có nhanh là no đòn nghe bé con. Đang chơi game ngon ơ mà nhìn tới cái gương mặt của bà bạn thì tạm nghỉ 5 phút, cười cái đã chứ. Phong thái uống sữa của đại ca nhỏ nhất nhà kiểu mời đến. Ê, mẹ em xíu té rồi. Chị gái phục thù tại chỗ liền. Sao mà tính hơn thua vậy chị gái ơi. Nằm chơi nhưng mà không có quên luyện tập chân thì uể, bành chân tè he cho khỏe ha. Mời đến. Kìa, trách ai bây giờ? Trách hoàng thượng mộng năng quá đó. Đi tiếp nào. Có chân thì tự mà đi. Mắc cái gì mà cưỡi trên lưng tôi. Ê, chưa đúng hai con mắt nhìn đường luôn hả? Chủ xe dọn tuyết cũng xịn nha. Trời ơi, chị gái đứng giữa đường luôn chứ. Chắc đường nhà chị làm hay gì nè. Đi cao gót mà sợ bị té ác thì bật cái chế độ dán đi tè he thôi. Trời ơi.
tính làm cú nhảy ngầu bá cháy bò chét mà ai có dè. Trượt tuần tuột xuống luôn. Ta nói nó quê gì đâu quá. Ngạo thật đấy. Chó nhà tu là hiền lắm nha, chỉ có cái ánh mắt là phán xét không có chừng ai thôi, đặc biệt là chủ của cửa hó đó. Ôi dạ, không có vô chân, tức thiệt chứ. Thanh niên đi đổ rác và cái kết, để tay quăng luôn cái điện thoại, còn cái túi rác thì vẫn còn trên tay nha. Hoàn thành nhiệm vụ xuất con nhà bà sắt luôn. À, bắt quả tang rồi nha. Bé con kiểu. Ủa, ai biết gì đâu. Trời, diễn xuất ác thế nhờ. Phew. Game over tại chỗ. Chị gái già đâu rồi mà còn ngừa ngựa chui vô lan can. Rồi, giờ thì kẹt cứng rồi. Còn phải gọi người tới cứu hộ nữa. Như là trời, đội chục cái quần vẫn chưa có hết quê đâu nghe. Lần đầu Tây thử cưỡi trâu ở Việt Nam kiểu. Phải phải. Kéo còn khoái hơn cưỡi ngựa luôn á trời. Chồng đi chơi trốn vợ trèo rào vô nhà em. Ôi thôi, đổ sập cái chuồng chó luôn rồi. Là kính đáo vô nhà dữ chưa vậy anh? Úi trời, gì đây? Giao diện trưởng thành mà tâm hồn con nít hả? Bó tay toàn tập. Hảo thật đấy. Trời đất ơi, trang điểm phong cách phương Tây hả bé con? Mắt vàng ha, môi đen rồi ha, da ngâm nữa ha. Đẹp khiến cho chị mẹ phát khóc luôn kìa. Trời ơi, trời ơi. Về nhà đi bạn ơi, đi lông nhông ngoài này là không có được đâu. Trời, người cơ hó thì có chút ép hả, mà coi con bé nó xách kìa trời. Chịu luôn á. Nay anh ba được đi gọi đầu master tại gia. Ừ ta, mỗi tội là cô nhân viên này hơi mạnh tay nha. Anh ba chỉ có là cam chịu chứ không có phàn nàn được. Cách xin tiền chồng nhanh nhất là đây. Ê, phí phục vụ bê nước rửa chân ha. Chà, có tiền ngon ơ. Rồi, còn lại là chồng tự giải quyết nha. Mời đến. Này thì ôm với chả ấp nè. Úi trời, end game cả hai. Vừa lắm nha. Đam mê đá bóng là bất bại kiểu. Ê chà, trời có mưa to thì cũng đá. Mặc áo mưa đá tiếp. Có gì đâu. Đỉnh cao của treo ngươi kiểu. Ê, cho cờ hó thèm nhỏ dãi luôn nè. Rồi, anh chủ đã thấy rồi nha. Té lẹ, dám bắt nạt phép cưng của anh hả? Đi đẹp rồi, rồi, té trọng động luôn. Ủa, ôi trời, đã sợ độ cao nhưng mà vẫn máu chơi, en. Rồi, hết cứu luôn. Lần đầu thấy có người mũi cao hàng riêu. Bé con kiểu. U là trời. Tết đi tết lại coi có phải thằng thiệt không hay gì nè. Mấy khi mà được người đẹp ôm, thanh niên nhí tranh thủ nha. Ôi trời trời, coi kìa coi kìa. Thánh cơ hội đây rồi. Thiệt là đáo để quá đi à. Dạ, mấy khi thấy con gái lái xe phân khối lớn, anh tài xế kiểu. Người đẹp, chụp liền, chụp liền. Trời, chị gái phóng tiết mù cho bớt trầm trồ ha. Chị gái đang dội tính là quay đi toa khác thì bất cứ ngờ.
Hả? Ai mà chả thích quà hen, đặc biệt là quà được tặng nè. Phải phải. Ê, thánh một mà ăn hai hả? Tác dụng phụ của cao gót à? Tính làm kiểu ảnh ở biển mà ai có dè. Ồ, ba cái mũ rồi, nhặt liền, nhặt liền. Cả cái túi đồ có mỗi cái mũ đi biển thôi đó. Trời đất ơi, nhà trắng sáng đâu mất tiêu rồi. Toàn là bùn đen như vậy. Thủ phạm là còn nhè nhộn nữa chứ. Tức không chứ liền. Trời ơi, trời ơi. Ai cho ngủ vậy này? Không có chịu dậy trong nhà hả? Cha. Nói mà không chịu làm liền hả? Cho ăn trưởng luôn. Khỏi nói nhiều. Vũ điệu ăn mừng lấy được chồng của cô dâu kiểu. Trời ơi, bùng cháy hết đất luôn nha. Ổn không dạ? Thôi, cười phía mãi cho nó vui. Chứ không hả, nó còn lắc cho rụng lông nữa. Lời có giảng như là tiếng mẹ ru là đây, là đây. Ê, thấy ống kính soi vô cái là tỉnh liền. Tỉnh ngay tấp lự nghe. Nay được gái quá trang thành diva cho nên là dãy đầm nhiệt tình luôn. Anh trai muốn cưỡi ngựa mà ai có dè. Rất lăng la bô lóc luôn chơ. Nhà không có máy là thì một cái xẻng với bếp lửa là xong liền. Ok phết nha. Thông minh lắm. Ủa, lốp xe của ai lạc vô đây đây? Bụng xe con mạnh mẽ, đứng đổ xăng cũng dính chưởng nữa. Số xu dễ sợ rồi. Ủa, sữa của tôi đâu rồi? Ui là trời, loạn thị rồi. Đồ uống ngay trước mặt mà. Đúng bó tay luôn. Trời ơi, trời ơi. Chị gái nhanh chóng vô cái vị trí thì bất cái ngờ. Được, ê cái mông nha. Trẻ không có được chơi. Có tuổi rồi thì thử một tí cho có cảm giác thì. Ui da, té lăn rồi. Ôi trời, dứt rác có cần mạnh tay như vậy không? Làm cho chị gái cố tật giật mình phun như mưa kìa. Ây da. Ê, anh đã tìm được chỗ trèo vô an toàn rồi. Đã rồi, còn cái bước cuối thôi nha. Liệu là cái anh trai này làm có được không ta? Trời, bảy ống nước. Người cũng đang xuất tại chỗ luôn. Nè nè, mẹ mới xăm trần bé con cái quả lông mày sắc nét chân thực luôn nghe. Cho tới khi anh ta về thì bất ngờ tới đơ cả người hen. Đôi thanh bảo đào đẹp quá mà. Ý da, trời ơi, cởi cái quần sao mà khốn khổ vậy ta. Dùng hết công suất luôn chứ. Hội bạn thân rủ nhau đu trên và cái kết để vú vô dụi cả ba luôn. Khỏi đu gì nữa ha. Thanh niên cục súc gặp cái cửa quá là cứng thì à, không có xong còn bị u cục. Quê. Cứ nghĩ là con gái này đã biết suy nghĩ cho mẹ mà đâu có ngờ. Mất cái miếng đùi.
Tất cả chỉ là thuyết âm mưu thôi ha. Ngó xem vợ ở bếp nấu gì ra cái kết. Ôi trời, trứng trớn, chiên trứng thôi mà liễn xiển. Kiểu vậy hả, ăn vô chắc là sớm gặp anh William Cường quá. Một, hai, ba, nhổ răng rồi. Ê, nhanh như vậy luôn hả? Chưa kịp cảm nhận gì luôn chứ. Gió mùa về mà lỡ mặc cái quần bị mỏng thì hai chân không có ngừng run lẩy bẩy. Ây da. Ê, dăm ba cái lắc không hả? Bà cân hết. Nhà có con gái đam mê quá trang thì nay là hoàng hậu nương nương hen, nam cũng ra dáng phết nhờ. Lên xe cồng kềnh nhất năm thuộc về chị gái ơi. Bỗng xe đi thôi mà gian nan quá trời quá đất hả. Đánh mãi mà không có trúng. Anh trai bốc phát sức mạnh kiểu úi dồi ôi, phá hoại hết cỡ luôn. Tính nóng như lửa nghe. Ui dạ, một người té, một người u đầu. Đúng là cái tình bạn bầm dập người đáng quý làm sao ha. Hey da. À thôi xong, té lẹ. Anh trai có lòng giúp đỡ mà ai có về. Trời ơi, làm ơn mất quán rồi. Mới bước nhẹ lên cân thì chở tan tành khỏi cân nha. Con gái uống say và cái kết bốn bề là giường ngủ, bất tỉnh nhân sự giữa đường ơi. Hà, khó lắm mà nghe. Trời ơi, trời ơi. Cắt thành sao cho không có phải khóc. Trời ơi, thôi đi, khóc một thể luôn. Một cộng một bằng ba. Máy giảm, máy giảm. Trời, đập mua máy mới ha. Mua máy cảm ứng về rửa tay cho nó tiện và cái kết. Quá tanh bành, chuyện với chả đại, bực cái mình à. Đàn khiêu vũ lãng mạn thì quá cảm lạnh ngay tấp lự. Thấy ba rớt tiền thì làm gì đến ta? Nhanh trí giấu đi chứ làm sao. Rồi, bé mà nhanh nhạy ghê gớm nha. Vậy thì có tiền đằng trời hen. Thông minh lắm. Lạnh quá thì phải làm tí vận động cho ấm người kiểu. Rồi, ngã lăn la bô lô luôn. Thôi, dẹp. Nay thì cửa mở không ra nè. Chà, nhanh gọn lẹ luôn. Á, ào, rách túi. Bực cái mình à. Rồi xong, nhịn ăn luôn. Kẻ thức thời mới là người thông minh nha. Trời, hai chị em nhánh tay tự phạt. Không thôi hả, no đòn với móc treo quần áo à. Cái bạn được các dì yêu thương quá mức thì trời ơi, bị đánh dấu khắp mặt luôn. Lên tận trên đầu luôn chứ. Được yêu quý quá cũng khổ nghe. Ôm em câu đần rồi đánh một giấc thiệt là ngon. Trời đất ơi, người với mét gần tạ mà dũng nào chịu nổi trời. Thôi, chịu á.
Chị gái mới bước chân ra khỏi nhà Á Thiên. Có vẻ hôm nay là một ngày đầy bất ổn của chị đây. Sáng ra mà đã chào mừng ngày mới như vậy rồi. Hello. Ôi mẹ ơi, giật cả mình nè. Tim mém rớt ra ngoài luôn á. Trời, gấu mèo đi kiếm thức ăn thôi mà. Làm gì đâu mà phải hốt vậy chị ơi. Một chiếc bò nghịch ngư kiểu. Rồi, chắc cưa cái ghê quá. Báo chủ báo đàn không à bò ơi. Khách phía tao, xe ra xe ra. Trời ơi, đúng là khách xịn có khá nghe. Không có những là sửa xe nghe, mà còn giúp tiệm sửa sang lại quán luôn. Tuyệt cả là giời. Anh Sai đang ngồi cà phê chiêu chiêu thì bớt cái ngờ. Ủa gì vậy? Hú cái hồn còn nguyên à. Anh Sai mà không có nhanh tay đúng là mất ăn mất uống luôn ấy chứ. Thẳng pha nó hợp pha kìa. Trời sáng tìm luôn. Khi đàn ông vào bếp và cái kết. Eo quá trời eo hả. Chị gái ngựa ngựa thử váy mà đâu có ngờ. Trời ơi, đổ rồi. Cây tươi nhờ. Anh Sai căng lên rồi kìa. Lái xe cho cẩn thận vô nghe chưa. Không hả, ông đây cho cái gậy bây giờ. Cái thợ nghiệp dư sửa điều hòa á thì. Coi là thấy nhức cái đầu giùm anh thợ luôn rồi đó. Mãi xem điện thoại mà mặc áo cho con á thì. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Người đàn ông với cái tâm hồn được soi sáng kiểu. Sao? Có ngon hả? Mày nhào vô. Rồi. Tính bao giờ là chiến vậy? Bộ tính nhìn nhau hết ngày luôn hay sao? Khi bạn muốn trao dĩa lấy chồng nhưng mà gặp phải cái đám bạn yêu chủ nghĩa độc thân thì. Ô là trời, qua cưới cũng có ngày bị ế ha. Gì đâu mà ngủ say sưa vậy cậu nhóc. Giờ cái kết. Biểu sao mà làm mãi không có thấy lương đâu. Đây, là đây nè. Nhìn cái cảnh này không có biết là nên khóc hay nên cười đây mọi người. Nhưng mà tôi nghĩ người khóc thét đầu tiên là chị mẹ. Còn dạy cắn mang mà. Vậy. Cái bạn hết mình với đam mê nhưng mà điều kiện không có cho phép là đây. Ui dạ, té sắp cái mặt luôn rồi. Sao, chỉ không tỉnh, chỉ đi được. Dạ, cái biển mày nhậm nhỏ vậy. Hơi siêu dẹo một tí thôi à. Đúng là đừng nên bán rượu châu gái mà. Để tao chuyền nghe. Ít à. Cả đá banh nghe. Có ú nu thì đã là đam mê không có thể bỏ được.
Ê, Shogun này kìa. Cái bạn đổ xe đúng phần đường dành cho người đi bộ thì trời, biết đổ lỗi cho ai bây giờ? Ai biểu anh ta đổ sai vị trí trước vậy? Chào vợ yêu nghe. Đường trông anh lả lướt. Cứ mà người áp dụng thì hơi bị sai sai nghe. Bất ngờ bất ngờ chưa? Mẹ ơi, chắc kiếm chục cái quần cũng không có hết quê đâu nhờ anh chồng nha. Nhà có cậu quý tử đam mê chính nghĩa kiểu trời ơi bà tắt mình. Tránh xa bạn chim bé nhỏ của tao ra cái con đại bàng kia, tao quánh cho bây giờ. Cậu con trai mang nguyên cái mo hút bổ phát màn hình, kẻ giặt bẫy sắt cầu vồng luôn rồi. Kiểu này mà ông bô với bà bô mà thấy thì ôm mặt khóc than tôi à. Chục cũ lại bay theo gió rồi. Lên xe đi em ơi. Anh lùi xíu đi, em còn lên xe nữa. Bà cứ tưởng là ông lùi xe hẳn hoi ấy thì. Không có cho lên á. Không có cho lên hả? Chị đây đi với anh khác. À có ngỡ đâu, có anh khác luôn. Anh Sai ơi, em đi với. Tên tới tên, đáng đời anh Sai nha. Ta lên xe đi mất tiêu rồi. Treo cho lắm vô đi nha. Giúp con đang ngậm kẹo mút xem tivi thì bất cái ngờ. Quỷ lạc đà nhanh cái chân, đưa miệng ngoạm luôn cái kẹo mút. Ơ, trả đây cho tao. Không nha bé ơi, mà lem như vậy đường gì chứ. Động cho miệng mà còn bị vô mắt nữa. Xui dữ hèn nhóc ơi. Hãy comment xuống bên dưới để tụi mình có thêm động lực hơn nha. Màn ném đá vỗ tay, mượn chân đứa nọ, quỳnh mông đứa kia. Làm vậy ổn không vậy Sen? Lát nó quýnh em sao? Trời ơi, yên tâm đi. Tôi là tôi uy tín lắm á. Hai đứa làm thì hai đứa chịu chứ. Trời ơi, hứa hẹn cho có rồi, kết quả thì xin vĩnh biệt cô. À không không, sao tự nhiên bỏ tôi gánh một mình vậy trời? Trời đất ơi, khổ chưa, gánh có mình à. Chiếc lạc đà đang ăn hạt á thì. Chị gái sơ sẩy một xíu thôi lần quỷ nó ăn dụng vậy đó. Làm rây đồ hết ra bàn luôn kìa. Con hư quá à. Lần sau vậy là nhịn nha. Về cái kết. Láo nháo chưa kìa. Mới có bì lớn mà học thói cà chớn rồi ha. Em bé không thích cỏ kiểu. Ba mẹ đẩy bà nhỏ xuống thấp vậy rồi á hả? Mà bị ghét cỏ quá nên bà nhấc hai cái giò lên. Hồi thì cũng mỏi chân nè, nhưng mà nhất quyết không có chịu chạm vô cỏ nha. Má này chơi cười coi á, con không có thích rồi mà cứ treo con hoài à. Mấy anh Sai tay ba lô lần đầu giao thăm chuồng bò để kết lông hậu. Là trời, mẹ bò kia mẹ hút tung hai cái đít ông luôn. Châu do đàn chi vậy hả trời? Có quen biết gì không dạ? Con bò này chả biết là mến khách là gì luôn á.
Ê, biết ngon thì lao vô đi, đừng có mà sấm chớp nhiều ha. Rồi rồi, không có cần phải thách đâu, chỗ nào nhiều máu đâu, sâu ra đây coi. Vâng, tuy là mạnh miệng như thế đó, nhưng mà anh Tuyết nhất chân phát là bạn bè xe chìm một mất hút luôn. Chẳng tưởng như nào cũng là Hello Kitty mà thôi. Hai đấu sĩ bò đang chuẩn bị khô máu các kiểu các thứ thì má cờ hó này từ đâu lao vô như một vị thần và cái kết. Trời đất ơi, này thì hóng nè, này thì chén ngang nè, có mẹ bị hút cho ba cái dẹo luôn. Ruột gan lần này chắc cũng được dịp nhảy disco ha.